Đấy nhá, dạ vâng, chào các bác ạ. Là Lâm Thành Ô Tô, thì ngay trước màn hình của các bác đây là chiếc VinFast VF5 bản Plus. Chiếc xe này được mua pin màu trắng. Thì hiện tại Lâm Thành Ô Tô đang trang bị cho chiếc xe này là thay đổi từ đèn halogen sang đèn LED. Bởi vì chiếc xe VinFast VF5 chúng ta đã có bi sẵn rồi, chúng ta chỉ việc thay chấu chân đèn LED vào thôi. Thì chúng ta sẽ có một chiếc đèn pha bi LED đây. Đấy, các nhìn nhá, đèn rất là sáng luôn. À nhá, em thử tắt điện đi cho các bác nhìn này. Đây, ánh sáng thì nó soi ra đây. Đấy, sáng trắng luôn. Và chúng ta có thể không hoàn toàn, chúng ta hoàn toàn có thể là không ảnh hưởng gì đến bảo hành cả các bác nhé. Đẹp rất là sáng. Đấy, rất là sáng luôn các bác nhé. Nên là khi mà chúng ta trang bị cho chiếc VinFast VF5 một cặp đèn pha LED như thế này, nó sẽ sáng hơn rất là nhiều so với chiếc đèn halogen. Bi halogen thì nó sẽ không thể nào sáng bằng đèn bi LED được như thế này, đúng không các bác? Và chi phí thay thì cực kỳ là hợp lý. Nó đâu đó khoảng từ 2.8 triệu đến 3 triệu là cái loại đèn cũng tương đối sáng rồi. Đây các bác có thể nhìn thấy. Hiện tại thì chiếc VinFast VF5 này, nếu mà chúng ta muốn trang bị thêm đèn gầm thì chúng ta sẽ phải khoét cản các bác nhé. Chúng ta sẽ phải khoét cản phần trước này này. Thì nếu mà trang bị bi gầm thì chúng ta sẽ phải cắt đấu dây nên là nó sẽ ảnh hưởng đến bảo hành. Còn nếu như chúng ta lắp cái chân LED như thế này thì sẽ không hoàn toàn là không ảnh hưởng gì đến bảo hành các bác nhé. Đấy, chỗ LED thì nữa là rắc cắm zin nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, chiếc VinFast VF5 này anh Thành Ô Tô đang chuẩn bị để bàn giao cho anh Lê Văn Kết tại Thanh Hóa. Thì ngày mai em sẽ giao chiếc VinFast VF5 này và tận nơi để phục vụ cho anh Kết, phục vụ gia đình cùng người thân trong cái dịp Tết đến xuân về này. Anh là một người con đến từ quê hương Thanh Hóa và đang làm tại Nhật Bản, vừa mới về ngày hôm qua. Thì ngày mai là anh sẽ nhận xe, ngày mai anh sẽ nhận chiếc xe này tại quê hương Thanh Hóa của anh để phục vụ gia đình đi Tết. Hiện tại thì chiếc xe đã được dán phim, lắp đèn bi LED và chúng ta sẽ cần phải trang bị thêm là cam hành trình và trải sàn da nữa. Đồng thời nếu chúng ta muốn có nhu cầu trang bị thêm cái gì nhỉ? Chiếc VinFast VF5 này chúng ta sẽ ngoài đèn LED ra này, dán phim, trải sàn, cam hành trình thì chúng ta sẽ trang bị thêm cái sạc 7kW cho chiếc xe VinFast VF5 để chúng ta có thể sạc chủ động tại nhà. Đó, phải ra trụ sạc các bác nhé. Đấy, thế thì vừa rồi thì em Thành Ô Tô đã giới thiệu qua cho các bác cái cặp đèn LED khi mà trang bị trên chiếc VinFast VF5 nó sẽ sáng như thế nào. Thì các bác có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe VinFast VF5 hay những dòng xe ô tô điện của VinFast và muốn độ đồ chính hãng thì cứ liên hệ ngay với em Thành Ô Tô theo cái số 0961395131 hoặc số 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn cũng như là báo giá chi tiết đầy đủ cho các bác thông qua Zalo. Còn bây giờ thì có lẽ em Thành Ô Tô xin phép được tạm dừng video lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Ô Tô trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp hình của chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Ô Tô ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.